Chào các bạn, bây giờ mình sẽ sử dụng cách này để cho cái nhịp phách của mình nó sẽ ổn định hơn. Cái timing, cái quantize nó sẽ chính xác hơn. Ok, thử ha. Tiếp. Okay. Cứ vậy mình thực hiện đi làm lại nhiều lần thì cái điểm rơi về nhịp phách của mình nó sẽ ổn định hơn, nó sẽ chính xác hơn. Ok, thử ha. 3, 4. Mm-hmm.